Tình hình Afghanistan, Mỹ gửi thông điệp tới Taliban nói gì về Tổng thống Absat Ghani. Ngày 16 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington sẽ chỉ công nhận chính quyền của Taliban tại Afghanistan nếu phong trào này tôn trọng quyền của phụ nữ và không tham gia những phong trào cực đoan như Al-Qaeda. Phát biểu trước báo giới về việc Mỹ có công nhận chính quyền của Taliban hay không, ông Ned Price nêu rõ, Quan điểm của chúng tôi đối với bất cứ chính quyền tương lai nào tại Afghanistan sẽ phụ thuộc vào những hành động của chính quyền đó, mà cụ thể là những hành động của Taliban. Người phát ngôn này nói, một chính quyền Afghanistan tương lai bảo vệ những quyền cơ bản của những người dân, bao gồm cả quyền phụ nữ, cũng như không chứa chấp những phần từ khủng bố. Ông Ned Price lưu ý rằng, đặc phái viên của Mỹ về hoạt giải Afghanistan, Jamey Khalizad đã có mặt tại cơ quan ngoại giao của Taliban ở Qatar và thảo luận với đại diện của phong trào này tại quốc gia vùng vịnh. Về câu hỏi liệu Mỹ có còn công nhận ông Assad Ghani vẫn là tổng thống Afghanistan hay không sau khi chính phủ của ông này bị Taliban lật đổ trong đợt tấn công chớp nhoáng ở thủ đô Kabul, ông Price nói, đó là vấn đề chúng tôi đang làm việc cùng với cộng đồng quốc tế. Quan chức ngoại giao Mỹ cũng nói thêm, tình hình chính trị tại Afghanistan đang diễn biến rất nhanh chóng, trong khi vẫn chưa có chuyển giao quyền lực chính thức sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Theo kênh truyền hình Al Jazeera, ông Askari đã đáp máy bay sang Uzbekistan nói rằng vô số người yêu nước sẽ hy sinh và thành phố Kabul sẽ bị hủy diệt nếu ông còn ở lại Afghanistan. Trên trang Facebook cá nhân, ông Gani viết Taliban đã chiến thắng và hiện chịu trách nhiệm cho danh dự, tài sản và sự tự bảo toàn tính mạng cho đồng bào của họ. Ngày 15 tháng 8, Taliban đã dễ dàng nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul, lật đổ chính phủ vốn được sự ủng hộ của Mỹ trong gần hai thập kỷ qua.